yêu ma gió xoáy. Ngày xưa, có một người nông dân tên là Ken, chàng rất chăm chỉ làm việc. Một hôm, anh đi làm đồng về, bỗng nhiên một cơn gió xoáy đưa đến một người mặt mày nhem nhuốc, người đó tỏ vẻ đáng thương nói. Tôi là người tiểu phu chặt củi, cơn gió xoáy đã cuốn tôi đến đây, xin anh hãy cứu tôi nói xong ông ta lại tỏ vẻ đau đớn khóc lóc ken đưa ông ta về nhà cho ông ta ăn rồi lại mời ông ta đi nghỉ đêm đó gió rít từng cơn ken sợ người khách lạ bị lạnh liền mang chăn đến đưa cho ông ta chàng đến cửa phòng thì nhìn thấy một con yêu ma đang ăn thịt cha mẹ mình Ken khi đó mới biết mình dẫn yêu ma về nhà hại chết cha mẹ chàng vô cùng buồn bã và quyết định báo thù anh đem theo chiếc chậu gỗ và lặng lẽ chạy đi rồi nhảy xuống một khúc sông anh trôi giạt trên sông suốt ba ngày ba đêm chiếc chậu gỗ dần dần giạt vào bờ trên bờ sông có một bà lão đang ngồi khóc lóc thảm thiết ken đến trước mặt bà lão ân cần nói bà ơi sao bà lại khóc bà lão khóc nói đứa con gái đáng thương của ta bị yêu ma gió xoáy cuốn đi rồi anh nghe xong liền nói với bà lão bà ơi tên yêu ma gió xoáy chính là kẻ thù chung của chúng ta cháu nhất định sẽ giết chết nó không thể để cho dân làng bị nó hãm hại anh cáo biệt bà lão và lên đường trước khi đi bà tháo chiếc vòng tay đưa cho chàng và nói trong lòng bàn tay phải của con gái ta có một nốt ruồi đen khi nhìn thấy con gái ta cháu hãy đưa thứ này cho nó. Một hôm, Ken đến một sườn núi hoang. Mệt mỏi dã rời, anh liền tìm đến một tảng đá lớn để nghỉ ngơi. Vừa chợp mắt, anh mơ thấy một bà cụ tóc bạc trắng đưa cho anh một con rết. Nói con hãy nghĩ cách để cho tên yêu ma ăn con rết đó như vậy yêu ma gió xoáy sẽ không thể chạy đi được nữa khi tỉnh dậy bên cạnh chàng đúng là có một con rết anh bắt lấy nó lại tiếp tục lên đường chàng đi mãi đến một chân núi hoang anh nhìn thấy một căn nhà và chạy đến gần gõ cửa cửa mở ra trước mắt anh là một cô gái xinh đẹp khi cô rót nước, anh phát hiện trong lòng bàn tay phải của cô có một nốt ruồi đen. Chàng liền đưa chiếc vòng cho cô. Cô gái vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay đó là chiếc vòng tay của mẹ mình. Nước mắt nàng lã trả rơi. Anh liền kể cho nàng nghe chuyện chàng đã gặp mẹ nàng. Anh cầm con rết ra bảo. Nàng hãy lén bỏ nó vào trong thức ăn của tên yêu ma gió xoáy. Cô gái cầm lấy con dết và nói cho anh biết tên yêu ma gió xoáy đó sắp trở về. Chàng hãy mau trốn đi. Yêu ma gió xoáy trở về. Cô gái vội vàng cho con dết vào một ống rượu và dọn một bàn đầy thức ăn tên yêu ma gió xoáy không hề nghi ngờ nó liền ngồi xuống bàn ăn uống ngon lành hắn vừa ăn vừa nói thơm ngon quá thơm ngon quá một lát sau con rết đã ở trong bụng của tên yêu mà gió xoáy và cắn phá trong đó khiến cho hắn đau đớn và lăn lộn dưới đất lúc đó ken chạy ra hạ gục tên yêu ma sau khi tên yêu ma chết anh đưa cô gái trở về nhà gặp lại mẹ bà vui mừng tổ chức hôn lễ rất long trọng cho hai người và họ cùng nhau sống những tháng ngày tràn đầy hạnh phúc